Ngay cả trong lúc người khác phải im lặng thì tôi phải nói. Các bạn thấy không? Phiên dịch nó cũng ghê ha. Phiên dịch cũng ghê thiệt. Tức là lúc người ta phải im lặng thì chúng tôi lại phải nói, mà chúng tôi im lặng luôn thì cũng hơi kỳ ha. A very good morning, ladies and gentlemen. Here we are at Tân Sơn Nhất Hotel, Ho Chi Minh City. And I'm here in the workshop for good governance for better services for social security. And as the name suggests, today we're having the representatives from the social security sector from many countries in Southeast Asia, and including some guests from JICA, Japan. And obviously, we have a lot of talks. The talks will be interesting on how good governance can make the better services in social security, in providing the service for people in Vietnam and other countries. And it's our pleasure for AKT team, our interpreters in the convention center here, to be delivering the speeches into another language, like from English to Vietnamese and from Vietnamese to English, two ways. People often ask me, what does it mean to be an interpreter? And I will tell you, this is what it means. We feel glad, we feel grateful, we feel honored to be working for important events like this. And in those activities, we enjoy the fact that we can study a lot more than we can expect. Like today, we have to read a lot of documents. And you know, actually, Industry 4.0 is here already in the social security. In the morning session, in the afternoon session, they will be holding some sessions talking about like how to improve the service by having the Industry 4.0, that means the ICT, the IoT into play. And also, there's one part about the drug and the medicine control, price control, of course, because actually, medicine is one of the key things in the social security service. And with that, I would like you to stay tuned to me, to our team today, because there are many wonderful activities around. Và hôm nay các bạn biết có gì đặc biệt nữa không? Trong chương trình này á, thì đội ngũ AKT phiên dịch viên của chúng tôi á, gồm có tôi, Khang Nguyễn, và có bạn Hân, là một bạn mà các bạn thấy trên nhiều cái video clip khác của công ty chúng tôi. Và MC, một MC rất là đẹp, mặc áo vàng. Đứng kế bên thì tôi đương nhiên là tôi kịp hẳn, đúng không ạ? Thôi thì mình làm nền thôi cũng được. Ok, người ta nói rằng không nhất thiết mình phải nổi bật quá, thôi cứ làm nền cho người khác cũng được. Nhưng mà làm nền có nghĩa là mình có thể là một cái nâng đỡ, một cái lực nâng đỡ cho những học viên của tôi, thì đó là điều tôi rất là vui ha. Hôm nay người xuất hiện trên sân khấu sẽ là MC Thanh Hằng. Thưa quý vị, và tôi sẽ là một người giấu mặt, hôm nay sẽ ngồi cabin thôi nha. Sẽ ngồi cabin nhưng mà sẽ là luôn luôn có một cái tiếng nói. Quality in social security.
biểu, các đại diện các tổ chức quốc tế đến từ World Bank, ISA, Commonwealth, JICA Nhật Bản, cũng như toàn thể các bộ tổ chức đến từ đại gia đình ASEAN của chúng ta. And I would like to take this chance to say hello and our gratitude to the presence of JICA, the Commonwealth, to the World Bank and other organizations who are having here today to enjoy our dinner and also our seminar this morning. Hôm nay Thanh Hằng rất là may mắn khi được trở thành MC song ngữ trong chương trình của Bảo hiểm xã hội, với sự tham gia của rất nhiều đại biểu đến từ Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á. Điều đặc biệt hơn nữa là mình được làm chung chương trình với thầy. Cảm giác đứng trên sân khấu dẫn hoàn toàn bằng tiếng Anh và có thầy mình ở dưới rất là khác so với những chương trình trước kia mà mình dẫn. Vừa phấn khởi vừa háo hức nhưng cũng có một tí xíu hồi hộp. Thầy của mình ở dưới vừa dịch cabin, vừa có cơ hội quan sát cô học trò đứng trên sân khấu, cho nên đã cho mình những cái nhận xét, những góp ý về cách làm chủ sân khấu, về cách phát âm và dẫn bằng tiếng Anh như thế nào để mình có thể cải thiện và tiến bộ nhiều hơn nữa cho những chương trình lần sau. Ngoài ra, khi quan sát thầy dịch cabin, mình cũng đã học được rất là nhiều về sự chuyên nghiệp, về tốc độ và sự tập trung năng lượng mấy trăm phần trăm cho cái công việc mà mình đang làm. Nói chung ngày hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi được làm chương trình với thầy.